Trẻ em ăn nhiều thịt đóng gói để chơi trò tên gu phức tạp như mạng nhện răng trên tàu điện chạy nhanh như con sa rong đang xem nhảy diễu hành thì nó ăn phải một cây nấm độc, trên cây nấm có con cào cào đang đậu, con cào cào bay vào nhà nghị viện trưng bày tranh gây xa, bức tranh nằm trên xe chở hành lý, xe này của anh nhân viên bán cá, anh nhân viên bán cá đeo cặp sách và cầm chén uống trà, chạy xa khỏi nham thạch chảy vào than gỗ của tòa nhà cao tầng, trên tầng thượng của tòa nhà có chiếc xe đạp ba bánh chở người mẫu, đi thi karate, sau đó chạy thi marathon, chạy marathon xong, cô ăn một củ khoai lang thật ngon lành, củ khoai lang trông như một quả chuông, trong lòng chuông đầy mũi, con mũi bay đến nước Úc, ở Úc có nhiều gấu túi sinh sống. Gấu túi đang ăn một đôi dép dính đầy súp, súp này là súp nấm. Muốn ăn súp nấm, ta không thể dùng đũa được. Đôi đũa của chị gái tôi, chị lấy khăn lau để lau quả bóng bàn. Chị tôi rất yêu thích môn bóng bàn và yêu hoa cẩm chướng. Hoa cẩm chướng có hương thơm của sen, ngó sen to bằng cái sáo đất quay một vòng biến thành cá voi uốn cong mình như chữ thư pháp và chữ Hy Lạp viết bằng quả bầu mọc trên sàn nhà, dưới sàn nhà có nuôi bò sữa, sữa bò vào cái xô đựng đầy ớt, đuôi quả ớt chỉ về phía có xe gió thổi bay dụng cụ gọt bút chì và viên đá lạnh làm nguội chiếc bàn là đang nóng, bàn là quần áo cho các cầu thủ môn khúc cung cầu, đây là môn thể thao thú vị mà con dê cũng muốn xem, dê rủ cá ngựa đi xem bóng cùng với mình, cá ngựa là thức ăn béo bở cho các tù nhân viết thư về nhà trên trang giấy viết. Giấy này cũng viết các điều lệ của hiến pháp đóng lại thành quyển bằng cái dập ghim. Cái dập này là của vận động viên bắn cung, người bắn cung được chiếu trên tivi. Tivi bẩn quá làm bà chủ nhà phải lau dọn, bà ấy lau cả đôi ủng màu mè như màu của cầu vồng cong như chiếc kèn co mắc kẹt. Một con ong trong ống kèn, con ong bay vo ve gần đài cách xét, nó định bụng ăn một miếng thạch. Nhưng lại đến giờ của chương trình dự báo thời tiết, dự báo trời mưa nên con ong chuyển sang bánh rán. Bánh rán là một vật không thể tìm thấy trong kim tự tháp. Kim tự tháp cũng không có than cuốn, cũng chẳng có bình chữa cháy, nhưng lại có một quả dứa bằng vàng. Bên cạnh quả dứa là cái ấm siêu tốc. Cái ấm này được dùng trong tòa thị chính. Người ta đang chơi cờ tướng ở tòa thị chính, quân cờ hất cầm để ra hiệu muốn ăn thịt xông khói. Thịt xông khói đựng trong chiếc mũ, đội mũ trên đầu voi ma mút. Con voi ma mút có cái ngà voi to ới là to. Ngà voi được đẽo thành con quay bắn vào cái thắt lưng, làm chiếc thắt lưng bay vút lên lầu chuông. Trên lầu chuông có một tô mì, mì làm từ cá vền biển. Cá vền biển là một món tẩm bột rán để phục vụ cho công nhân trong công trường xây dựng. Công trường được đưa tin lên đài phát thanh truyền hình. Đài phát thanh nói về cây thường xuân trong một tin tức. Tin tức đưa tin về người gỗ Pinocchio. Pinocchio lái xe đạp mua bánh, đi trên cầu treo với đầy vỏ ốc. Bên trong bánh xe, vỏ ốc được chú mèo rừng thu thập. Mèo rừng nhảy phóc lên thanh chắn giao thông để xem cuộc diễu hành. Diễu hành đi qua giếng dầu. Người ta hút dầu từ dưới giếng bằng ống hút. Ống hút cũng dùng để hút nước ép cà chua để ăn kèm với xăng quýt. Chó Bun rất thích ăn bánh sandwich. Nó đang chơi trò cử tạ một cách nhẹ nhàng. Quả tạ nhẹ như cục bông gòn nhẹ tên như đi cà keo. Cà keo được làm từ cành cây mà con gấu trúc Mỹ hay leo trèo. Gấu trúc Mỹ thích ăn quả cherry to bằng cái miệng chai. Cái chai đủ lớn để nhốt một con cá trình điện. Cá trình điện phát điện trong cửa hàng rau. Cửa hàng có trang trí đèn nhấp nháy thu hút bướm đêm xinh đẹp. Bướm đêm bay lại gần hệ thống phun nước. Phun nước tưới cho cây hoa hải đường, hoa nở trong trung tâm lưu trữ, trung tâm có chương trình giảm giá bán hành tây, cắt lát hành tây có hình tròn như chiếc nhẫn của hướng dẫn viên du lịch thích nhảy dây. Tại Bắc Kinh, ở Bắc Kinh có đài phun nước đẹp long lanh, đài phun nước làm nước bắn vào khối xếp hình được xếp trên băng chuyền được sử dụng trong căng tin của trường học. Trường học có gắn chuông, chuông rung lên đến giờ cho các học sinh ăn củ sắn dài như cây gậy của ông Quang chơi con quay vô vô. Bên dưới cây tuyết tùng mọc, bên dòng suối có rất nhiều nồng nọc thích vị của cá ngừ bào làm thức ăn của quái vật hồ Loch Ness.
quái vật bị quấn chặt bởi một cái cây rơm mang về nhà tắm công cộng. Trong nhà tắm, người ta tắm cho chú ngựa vằn. Ngựa vằn được tắm bằng bông tắm mềm mại như chiếc chổi dùng để sơn, sơn thành những chấm tròn màu xanh trên chiếc xe máy. Xe máy phi lên cầu thang có treo đèn chùm. Đèn chùm rọi ánh sáng vào thịt xiên nướng cho bác thợ chụp ảnh ăn. Thợ chụp ảnh say sưa chụp hình bông hoa bướm mà quên ngủ trưa. Bất chợt có chiếc xe cảnh sát chở chiếc khăn von, chiếc khăn quàng vào cái ghế. Cái ghế làm đồng hồ báo thức kêu lên.